Có phải bạn đang sở hữu những trang trại nuôi trồng mà chưa được nhiều người biết đến, có các sản phẩm nông nghiệp chất lượng mà chưa tìm kiếm được đầu ra ổn định? Bạn muốn hình ảnh của trang trại được nhiều người biết đến và các sản phẩm nông sản của mình có đầu ra tốt hơn? Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn quảng bá các sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả. Hãy nhấc điện thoại lên gọi cho chúng tôi theo số 0971 380 458 để được quảng bá với chi phí rẻ nhất. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nông Lâm TV. Ở những video trước, Nông Lâm TV đã gửi tới quý bà con những giống bò tốt nhất hiện đang có trên thế giới và cũng như là những giống bò nhiệt đới rất phù hợp với khí hậu của Việt Nam. Tại video này, Nông Lâm TV sẽ gửi tới quý bà con cách làm chuồng trại để chăn nuôi. Chuồng trại dùng trong chăn nuôi bò thịt cần đủ để che nắng, che mưa, chống gió lùa, dễ thao tác vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Khi xây chuồng phải đảm bảo mật độ nuôi từ 2,5 đến 3 mét vuông trên một con, tương đương 1,5 x 2 mét. Chuồng nuôi phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ và luôn khô ráo. Diện tích chuồng cần cho một con bò B từ 2 đến 4 mét vuông, đảm bảo đông ấm, hè mát, nền chuồng lát gạch hoặc đổ bê tông để dễ dọn vệ sinh, không làm nền quá láng, dễ làm gia súc trượt ngã, chấn thương. Bố trí máng ăn và máng uống riêng biệt. Chuồng nên làm cách nhà ở tối thiểu là 4 mét, hướng chuồng quay về hướng nam hoặc đông nam. Mái chuồng nên dùng tấm lợp fibro xi măng hoặc bằng vật liệu nhẹ, tận dụng tại địa phương. Các vật liệu ít hấp thụ nhiệt làm chuồng nuôi mát mẻ. Phải xây hố ủ phân để đảm bảo vệ sinh môi trường. Nếu có điều kiện nên xây công trình khí sinh học gần chuồng nuôi để xử lý phân và lấy khí đốt dùng cho sinh hoạt gia đình. Cách xây dựng trại bò thịt. Chọn đất lập trại. Quyết định khu đất lập trại bao giờ cũng là quyết định khó khăn đối với chủ trại, nhất là những người cần tiền đi mua đất lập trại bò. Quyết định sai khi chọn khu vực đất không thích hợp cho nuôi bò sẽ phải trả giá đắt cho suốt quá trình sản xuất sau này. Khi chuồng trại đã xây nền, đồng cỏ đã đầu tư thiết kế rồi thì không thể ngày một ngày hai mà di dời hay thay đổi được. Vì vậy, khi chọn đất lập trại cần phải xem xét các yếu tố sau đây. Diện tích và vị trí khu đất. Đất lập trại phải có diện tích đủ lớn để đáp ứng yêu cầu quy mô đàn theo phương án sản xuất hiện tại và khả năng phát triển sau này. Khu đất cần liền mảnh, không bị phân cắt, không quá dốc, độ dốc dưới 15%. Khu đất có độ dốc cao thì khó canh tác và vận chuyển cỏ khi trồng thâm canh. Có thể trồng cỏ để làm bãi chăn thả. Vị trí khu đất không bị ảnh hưởng bất lợi của thiên tai, có mưa thuận gió hòa, không bị ngập lụt, lũ quét, không quá khô hạn kéo dài. Việc lựa chọn đất lập trại phải tính đến khả năng mở rộng quy mô sau này và sự ổn định của trại trong khoảng thời gian từ 20 đến 40 năm sau. Chất lượng đất, nuôi bò gắn liền với cây cỏ, vì vậy chọn đất lập trại cần căn cứ vào thảm thực vật và cây trồng trên đất. Đất tốt là đất màu mỡ, trên đó thảm cỏ tươi tốt, mùa khô hay mùa đông vẫn có màu xanh của thảm cỏ. Đất phải có tầng canh tác dày, có khả năng giữ nước. Cây lâu năm mọc trên đất này sẽ là cây cao bóng cả. Ngoài quan sát thảm cỏ, cần tìm hiểu thêm thông qua các chỉ tiêu phân tích chất dinh dưỡng trong lòng đất như độ mùn, hàm lượng NPK và độ pH nếu có điều kiện. Đất tốt sẽ trồng được nhiều loại cỏ, năng suất cỏ cao khi chỉ cần bón một ít phân. Như vậy sẽ giảm chi phí sản xuất cỏ. Đất chua quá, phèn, mặn, không phù hợp cho cây cỏ phát triển thì không nên chọn lập trại. Giao thông phải thuận tiện. Chăn nuôi bò luôn gắn liền với hoạt động vận chuyển thức ăn và sản phẩm là bò, bê, sữa. Thức ăn cho bò chủ yếu là thức ăn thô, khối lượng lớn, cồng kềnh. Việc cung cấp thức ăn từ nơi khác về trại hoặc từ đồng cỏ về chuồng sẽ làm gia tăng chi phí vận chuyển. Nếu giao thông không thuận lợi, trại bò làm sát đường giao thông cũng có những điều kiện bất lợi. Nếu cách trục giao thông chính từ 1 đến 2 km là thích hợp hơn cả. Nguồn nước ngọt ngày càng khan hiếm, bò có thể nhịn ăn từ 1 đến 2 ngày, nhưng không thể nhịn uống một ngày. Vì vậy, nước đối với trại bò vô cùng quan trọng, cần xem xét cả nguồn nước mặt, nguồn nước ngầm. Nguồn nước mặt như sông, suối, ao, hồ vừa có tác dụng cung cấp nước cho bò, cho đồng cỏ mùa khô, còn có tác dụng cải tạo khí hậu của trại. Nguồn nước ngầm với trữ lượng lớn sẽ giảm chi phí khai thác nước từ giếng đào, giếng khoan và cung cấp đủ nước sạch cho bò. Nơi có nguồn nước ngầm phong phú thì tưới cỏ thâm canh vào mùa khô từ nước giếng đào tiết kiệm chi phí hơn bơm nước từ nguồn nước mặt cách xa. Nguồn thức ăn cho bò rất phong phú và đa dạng.
nhưng không phải đều có sẵn ở mọi nơi. Các vùng khác nhau thì nguồn thức ăn cho bò cũng khác nhau về chủng loại, số lượng và thời vụ. Nguồn thức ăn chính cần xem xét là cỏ tự nhiên, các bãi chăn thả, các phụ phẩm nông nghiệp như rơm, thân lá cây ngô, cây đậu, ngọn mía, vỏ thơm, khô bã các loại, rỉ mật. Nếu nguồn thức ăn này sẵn có, đa dạng và gần trại sẽ giúp giảm chi phí thức ăn chăn nuôi sau này vì giá mua và giá vận chuyển thức ăn về trại sẽ thấp hơn. An toàn cho gia súc, tài sản và vệ sinh môi trường. Trại cần biệt lập với khu dân cư để an toàn dịch bệnh, an toàn về tài sản và đảm bảo vệ sinh môi trường. Về nguồn điện, trại bò cần điện để thắp sáng, chạy máy bơm nước. Tóm lại, khi lựa chọn khu đất lập trại, cần xem xét các yếu tố thuận lợi của quá trình sản xuất, giảm thấp chi phí đầu vào như lao động, giá thuê mua đất, giá cả các loại thức ăn tinh, thuốc thú y, các phụ phẩm nông công nghiệp cho bò rơm rạ, hẻm bia, xác đậu, xác mì, thân cây bắp, nhưng thuận tiện cho bán ra các sản phẩm của chủ trại như bê giống, bò thịt với giá cao. Quy hoạch tổng thể trại. Một trại bò thông thường có hai phân khu với hai chức năng khác nhau. Phân khu xây dựng cơ bản gồm chuồng trại, văn phòng, nhà kho, nhà ở cho cán bộ công nhân, gọi là khu trung tâm và khu đồng cỏ. Nối hai khu này là hệ thống đường giao thông nội bộ. Tỷ lệ sử dụng đất của hai phân khu này thay đổi tùy thuộc vào mức độ đầu tư. Ước tỷ lệ đất cho xây dựng cơ bản và đường nội bộ khoảng trống là 25%, diện tích trồng cỏ là 75% tổng diện tích trại. Quy hoạch chung cho một trại nuôi bò. Hạng mục xây dựng cơ bản trong phân khu trung tâm của trại bò bao gồm chuồng nuôi bò. Khoảng cách giữa các dãy chuồng nuôi bò trong một khu trại cách xa nhau một khoảng ít nhất bằng 2 lần chiều cao của chuồng để chuồng thông thoáng. Trồng cây bóng mát vào khoảng trống để cải tạo điều kiện khí hậu trại bò khi trời nóng. Chuồng cách ly và chuồng giống đực phải cách xa chuồng nuôi bò cái sinh sản và phía cuối gió, cuối nguồn nước thải. Chuồng nuôi bò phải đặt ở vị trí cao hơn đồng cỏ để thoát nước mưa, nước thải. Nước này gom vào bể chứa, mương, dẫn sử dụng để tưới đồng cỏ rất thuận tiện. Công trình hỗ trợ chăn nuôi bao gồm nhà kho chứa thức ăn như rơm, cỏ khô, kho thức ăn tinh, nơi chế biến thức ăn, kho để thiết bị công cụ, phân bón, máy móc. Diện tích xây dựng đối với mỗi hạng mục công trình này phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất và sử dụng thức ăn của trại, số lượng các loại máy móc, công cụ phục vụ chăn nuôi và sản xuất cỏ. Thiết kế chuồng nuôi bò. Mục đích của làm chuồng nuôi bò là để bò được sống trong môi trường tốt hơn so với sống ngoài tự nhiên, tránh được khí hậu và thời tiết khắc nghiệt như mưa, nắng, nóng lạnh, gió mạnh để con người tiện chăm sóc, quản lý và nuôi dưỡng theo khoa học, giữ gìn sức khỏe cho bò, vệ sinh sản phẩm và vệ sinh môi trường. Kết quả mong đợi là bò sẽ khỏe mạnh, ăn nhiều cho năng suất cao, người chăn nuôi thu được lợi nhuận cao từ đàn bò. Những giống bò được cải tiến, bò lai có năng suất cao hơn bò địa phương. Những giống bò cao sản chuyên thịt có nguồn gốc ôn đới, không thích hợp với môi trường nóng ẩm và nhiệt độ cao như ở nước ta. Vì vậy, chuồng trại đối với chúng cũng đặc biệt có ý nghĩa quan trọng. Những kết quả nghiên cứu cho thấy, nhiệt độ thích hợp đối với bò sữa là dưới 22 độ C, bò thịt và bê con là dưới 27 độ C. Bò thịt có thể chịu được nhiệt độ môi trường cao hơn so với bò sữa. Tuy vậy, trên 27 độ C là bất lợi đối với chúng. Miền Bắc nước ta, mùa hè rất nóng, mùa đông rất lạnh. Chuồng trại tất nhiên phải thỏa mãn yêu cầu mát về mùa hè, ấm vào mùa đông. Miền Nam nhiệt độ buổi trưa từ 33 đến 36 độ C. Vì vậy, thiết kế chuồng bò cần yêu cầu thông thoáng và mát mẻ. Con bò phải được sống trong điều kiện thoải mái nhất, an toàn nhất như đối với chủ trại, thì chuồng ấy phải kinh tế và thích hợp. Chuồng theo hướng đông tây để tránh ánh nắng cho bò. Thông thoáng để giảm hậu quả của stress nhiệt nhưng không quá lạnh vào mùa đông. Giá xây dựng và thời gian sử dụng chuồng nuôi là tốt nhất, nghĩa là khấu hao chuồng trại trên một đơn vị sản phẩm phải thấp, tránh gây thương tổn cho bò, trơn ngã trong chuồng quá trơn láng hoặc đinh, sắt, hàng rào làm chảy xước, đủ diện tích cho bò ăn, uống, nằm nghỉ, dễ dàng thu dọn phân, thu gom nước thải, thức ăn dư thừa, thuận lợi cho việc cung cấp thức ăn, nước uống và duy trì vệ sinh môi trường. Kiểu chuồng trại bò thịt thông thường là hai dãy có hành lang chăm sóc ở giữa, sân nhốt bò nền bằng bê tông dốc từ 1,5 đến 2%, thoát nước xuôi ra ngoài hay đổ vào giữa, máng nước uống xây bên ngoài sân nhốt bò, thanh chắn ngăn cách giữa chuồng nhốt và hành lang chăm sóc là thanh chắn song song hoặc xiên 60 độ so với mặt nền. Máng ăn không xây thành cao mà cho ăn trực tiếp trên hành lang chăm sóc. Một số thông số kỹ thuật tham khảo.
thiết kế chuồng nuôi. Chuồng nuôi bò trưởng thành, nếu làm chuồng một dãy xây máng ăn cao ngoài chuồng thì kích thước máng ăn rộng 80cm, cao mặt ngoài là 50cm, cao mặt trong là 25cm. Mỗi bò có 60-75cm chiều dài máng ăn. Nếu nuôi thả tự do thì 8 bò cần một máng uống. Diện tích chuồng và sân từ 7-9m2 trên con, trung bình khoảng 8m2 trên con. Mỗi bò có 3m2 mái lợp, còn lại là sân bê tông không cần mái che. Ô bò nằm rộng 90-95cm, dài từ 150-160cm, cao thanh chắn từ 105-110cm, dài thanh chắn từ 1-1,05m, nền dốc từ 2-2,5%, tối đa là 4,5%, tốt nhất là nền xi măng, mái cao tối thiểu 3m, lợp vật liệu cách nhiệt để chống nóng, chuồng bê con, cúi bê con kích thước 1,2 x 0,9 x 0,9m, sàn cao cách mặt nền 30cm, thường dùng cho bê giống sữa, bê con sau cày sữa, diện tích nền và sân tối thiểu là 4m2 trên con. Máng ăn thức ăn tinh cho bê ăn tự do, cho bê sữa và bê thịt, rộng 25cm, sâu 15cm, đáy máng ăn cao hơn nền 30cm, chiều dài là 60cm trên một bê. Chuồng cho bê hậu bị, diện tích nền và sân từ 6-7m2 trên con. Máng ăn rộng từ 60-75cm nếu ăn một phía và rộng 90-100cm nếu ăn hai phía.